Man City hết giá không tưởng cho người thừa. Theo Football Insider, đội chủ sân Etihad muốn bán đứt Calvin Phillips với giá 40 triệu bảng. Sau khoảng thời gian đáng quên tại Manchester City, Calvin Phillips quyết định chuyển sang khoác áo West Ham theo dạng cho mượn ở kỳ chuyển nhượng mùa đông vừa qua với hy vọng tìm kiếm thêm thời gian thi đấu. Tuy nhiên, tiền vệ phòng ngự người Anh cũng gây thất vọng lớn lao tại thành London. Anh sẽ quay trở lại câu lạc bộ chủ quan sau khi mùa giải năm nay khép lại. Tuy nhiên, The Citizens cũng không có kế hoạch sử dụng cầu thủ này trong tương lai. Theo Football Insider, Manchester City sẵn sàng bán Calvin Phillips với giá 40 triệu bảng trong bối cảnh ngôi sao sinh năm 1995 chỉ còn 2 năm hợp đồng với nhà đương kim vô địch ngoại hạng Anh. Đây là một con số khá vô lý sau những màn trình diễn thảm hại của cựu cầu thủ Leeds United. Calvin Phillips từng là cái tên yêu thích của huấn luyện viên Gareth Southgate mỗi lần tuyển Anh tập trung. Tuy nhiên, anh chính thức bị gạch tên trong danh sách sơ bộ tham dự Euro 2024 bởi phong độ thảm hại kể từ đầu mùa. Thời điểm Bjørn Manudé chốt tương lai Ten Hag, nhà báo Mark Ogden của ESPN cho biết Manudé sẽ chốt tương lai của Erik Ten Hag vào một thời điểm nào đó trong tuần này. Manudé đã kết thúc mùa giải 2023-24 bằng một chức vô địch FA Cup sau khi đánh bại Man City trong trận chung kết. Tuy nhiên, điều đó không thể bù đắp cho một mùa giải tồi tệ khi họ đứng thứ 8 tại Premier League và không thể qua được vòng bảng Champions League. Theo báo cáo hôm thứ Hai, Ten Hag vẫn đối mặt với nguy cơ bị sa thải, nhưng sự ủng hộ dành cho chiến lược gia người Hà Lan đã tăng lên đáng kể. Nhà báo Ogden của ESPN khẳng định tương lai của Ten Hag tại Man United có thể sẽ được giải quyết vào một thời điểm nào đó trong tuần này. Phát biểu trên podcast Backpages, Ogden nói, đúng vậy, Ten Hag đã biết, có lẽ từ tháng 2, rằng vị trí của ông ấy đang bị đe dọa. Gareth Southgate, Roberto De Zerbi, Thomas Frank, Kieran McKenna, Mauricio Pochettino, tất cả những cái tên này đã được Man United đánh giá và họ chưa thực sự được nói chuyện trở lại. Vì vậy, có một quá trình đang diễn ra để xác định xem liệu có hai LV nào có thể làm công việc tốt hơn Ten Hag hay không. Bây giờ tôi nghĩ quá trình đó có thể sẽ được giải quyết vào một thời điểm nào đó trong tuần này. Ogden nói thêm. Nhìn Rashford, thấy sự độc hại trên mạng ảo thật đáng sợ. Marcus Rashford là trường hợp mới nhất chịu ảnh hưởng tiêu cực từ các nền tảng mạng xã hội. 2023-2024 là một mùa giải không thành công với Marcus Rashford, nếu không muốn nói là thất bại. Chỉ ghi được 7 bàn thắng sau 33 lần ra sân là thống kê quá tệ của chân sút được kỳ vọng hàng đầu ở một CLB đẳng cấp như Manchester United, khiến Rashford cũng mất luôn suất dự Euro 2024. Như một lẽ tất nhiên, thắng làm vua, thua bị chỉ trích. Chân sút mang áo số 10 của MU đã hứng chịu làn sóng chỉ trích dữ dội từ trên mạng xã hội, cho đến cự cãi cả trên sân ngay trong phần khởi động trước trận kết FA Cup. Ngay sau khi mùa giải khép lại, Rashford đã tuyên bố rời khỏi các nền tảng mạng xã hội như một cách để xả hơi, giải tỏa sau một mùa giải quá căng thẳng. Trường hợp của Rashford cũng không phải lần đầu tiên ở mùa giải vừa qua. Chúng ta thấy các tiền đạo hàng đầu ở giải ngoại hạng Anh phải chịu áp lực khủng khiếp đến từ các nền tảng mạng xã hội. Đầu tháng 5, Darwin Nunes đã xóa tất cả các hình ảnh, bài đăng có liên quan đến đội bóng chủ quản Liverpool. Tuyển thủ Uruguay sau đó đã khôi phục những bài đăng này, đồng thời giải thích hành động của mình là cách phản ứng với những bình luận tiêu cực thái quá mà một bộ phận cổ động viên đã nhắm vào anh. Cũng liên quan đến Liverpool, hình ảnh cự cãi với HLV Jurgen Klopp trên sân của West Ham đã khiến Mohamed Salah bị chỉ trích mạnh mẽ trên các diễn đàn cổ động viên The Kop từ nước Anh đến quốc tế. Hay Erling Haaland với một chuỗi phong độ kém cỏi, bị Roy Keane mỉa mai đá như tiền đạo hạng tư, cũng phải hứng chịu áp lực mạng ảo tương tự. Cách phản ứng mà Salah và Haaland lựa chọn là im lặng và tiếp tục làm việc của mình, nhưng không phải ai cũng có thể bản lĩnh được như họ. Thời kỳ mạng xã hội lên ngôi quả thật mang đến cho các cầu thủ rất nhiều thuận tiện. Khi vị thế ngôi sao của họ từ trên sân có thể được khuếch trương tới cộng đồng hâm mộ rộng lớn, mang lại vô vàn cơ hội gia tăng giá trị hình ảnh và tận dụng nó để thăng tiến trong sự nghiệp. Tuy nhiên, mặt trái của môi trường ảo này là những thời điểm đạt phong độ không cao, các cầu thủ sẽ dễ trở thành con dê tế thần để các cổ động viên quá khích, ném đá, miệt thị, mạt sát dưới những tài khoản ẩn danh gần như không thể bị đụng tới. Đó rõ ràng là sự độc hại mà khi nhìn lại những trường hợp của Nunes, Rashford hay Salah, Haaland đã nêu ở trên. Dù có thể giận họ ở những quãng phong độ hay thái độ chưa ổn, chúng ta cũng phải dành sự thương cảm cho họ. Với tần suất ngày một nhiều hơn, các cầu thủ bị công kích trên mạng xã hội đến mức phải phản ứng tiêu cực, có lẽ đã đến lúc để những động thái quyết liệt hơn được đưa ra nhằm bảo vệ các cầu thủ khỏi sự độc hại được tạo ra từ môi trường mạng ảo. Sporting nhượng bộ Arsenal ở thương vụ Diomande. Theo Record, Arsenal được thúc đẩy trong việc ký hợp đồng với Ousmane Diomande khi Sporting Lisbon hạ giá yêu cầu của họ cho trung vệ này. Cầu thủ 20 tuổi này là mục tiêu lâu dài của pháo thủ. Thậm chí họ đã muốn ký hợp đồng Ousmane Diomande khi anh ấy còn chơi cho câu lạc bộ Na Uy FC Midtjylland. Cuối cùng, Sporting đã có được chữ ký của Diomande vào tháng 1 năm ngoái. Đến mùa hè 2023, Arsenal đã đưa ra lời đề nghị trị giá 35 triệu euro cho Diomande, nhưng đã bị CLB Bồ Đào Nha này từ chối. The Record hôm nay đưa tin Arsenal vẫn chưa có động thái mới, nhưng Sporting sẵn sàng hạ thấp yêu cầu đối với Diomande. Trung vệ này hiện có điều khoản giải phóng 80 triệu euro trong hợp đồng, nhưng nhà Decavida Ligano S sẵn sàng chấp nhận lời đề nghị 60 triệu euro, đã bao gồm các điều khoản phụ. Sporting cần bán cầu thủ để cân bằng sổ sách, và Diomande cái tên có thể làm vật hy sinh để giúp CLB của mình.
Diomande là một trung vệ hiện đại. Anh có khả năng phân phối bóng tốt khi thực hiện trung bình 61 đường truyền mỗi trận với độ chính xác là 92%. Tuyển thủ bờ biển Nga mạnh mẽ trong tranh chấp tay đôi, thực hiện 5,1 lần thu hồi và 1,6 lần tắc bóng mỗi trận. Henry mách nước cho Arsenal cách vô địch ngoại hạng Anh. Chia sẻ với Premier League Productions, huyền thoại bóng đá Pháp, hy vọng Arsenal sẽ có sự nhất quán vào mùa giải tới. Bất chấp chuỗi trận ấn tượng tại ngoại hạng Anh kể từ đầu năm 2020, Arsenal vẫn không thể vượt mặt Manchester City để bước lên ngôi vô địch của giải đấu. Thầy trò Mikel Arteta kém The Citizens 2 điểm và tiếp tục về nhì lần thứ hai liên tiếp. Chia sẻ trên Premier League Productions, huyền thoại câu lạc bộ Thierry Henry cho rằng pháo thủ vẫn thiếu một yếu tố quan trọng để xưng vương tại ngoại hạng Anh. Ông nói, Arsenal đã đánh bại Manchester City, họ không để thủng lưới bàn nào Manchester City, nhưng chúng tôi lại thua Aston Villa cả hai lượt trận. Thêm trận thua West Ham trên sân nhà. Không thể chỉ đánh bại Manchester City để mang lại cho bạn danh hiệu. Hy vọng chúng tôi sẽ không sụp đổ. Bởi vì khi một đội bóng cố gắng theo đuổi Manchester City trong hơn 2 năm, họ đã sụp đổ. Những gì Mikel Arteta đã làm giúp câu lạc bộ trở lại và khiến người hâm mộ tin tưởng. Giờ đây, sự nhất quán là chìa khóa quan trọng nhất. Man United dục dịch chiêu mộ tuyển thủ Tây Ban Nha. Theo nhiều nguồn tin từ Mundo Deportivo, Man United đã bắt đầu động thái chiêu mộ tuyển thủ Tây Ban Nha, Dani Olmo từ RB Leipzig. Mundo Deportivo cho biết, nếu muốn sở hữu cầu thủ kiên thiết lối chơi của La Rosa, Man United chỉ cần chi ra 51 triệu bảng theo điều khoản giải phóng hợp đồng trước giữa tháng 7. Nguồn tin từ Tây Ban Nha này khẳng định Man United đã bắt đầu có động thái với Olmo, người cũng nằm trong tầm ngắm của Liverpool, Bayern, Man City và Barca. Cầu thủ tấn công 26 tuổi này từng chơi cho Học viện La Masia và hy vọng được trở lại Nou Camp. Tuy nhiên, Barcelona đang gặp khó khăn nghiêm trọng về tài chính và cần phải giải quyết các vấn đề kinh tế của mình trước khi có bất cứ động thái nào với Olmo. Ngay cả khi giám đốc thể thao đã chấm mua tuyển thủ Tây Ban Nha này, Olmo có thể chơi ở nhiều vị trí trên hàng công. Dù không thể ra sân liên tục vì chấn thương, anh vẫn ghi được 8 bàn và cung cấp 5 pha kiến tạo cho Leipzig ở mùa giải 2023-24. Olmo có đủ phẩm chất và kinh nghiệm để củng cố hàng công quỷ đỏ. Tôi không thể tìm thấy chính mình ở Arsenal. Trao đổi với ESPN, ngôi sao người Brazil đã có những chia sẻ đáng chú ý xoay quanh quãng thời gian khoác áo Arsenal. Ký hợp đồng với Arsenal từ Chelsea vào năm 2020, Willian bị xem là một thương vụ thất bại của pháo thủ và phải nhanh chóng bật bãi khỏi Emirates. Trao đổi về quãng thời gian gắn bó với Arsenal, chân sút người Brazil chia sẻ: "Tôi đến Arsenal trong quá trình tái thiết của họ. Có rất nhiều thay đổi trong nội bộ và tôi đã đến vào giữa lúc đó. Tôi mong muốn được đến Arsenal, tôi đã nói chuyện với Arteta và Edu. Tôi cập bến với động lực và sự hạnh phúc, nhưng thời gian trôi qua, mọi thứ không diễn ra như tôi dự định do một số yếu tố. Khi kết thúc mùa giải đầu tiên, tôi đã thảo luận với Arsenal và nói: "Tôi không nghĩ mình sẽ thành công ở đây. Tôi là một cầu thủ cần cảm thấy hạnh phúc ở nơi mình đang ở và tôi không thể tìm thấy chính mình ở Arsenal." Sau đó, chúng tôi quyết định rằng hợp đồng của tôi sẽ được chấm dứt, nhưng Arsenal luôn muốn giữ tôi ở lại, cố gắng thêm một năm nữa. Tôi nghĩ, yếu tố chính là tôi đến với câu lạc bộ trong quá trình tái cơ cấu, nơi mọi thứ đang thay đổi.